Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội để tiếp tục công việc review về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 12 năm 2021. Thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng vĩnh viễn nằm tại phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, gần với lại Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Căn nhà có diện tích là 50m², được xây dựng 4,5 tầng, có gara ô tô anh chị nhé. Giá đang được chào bán chỉ có 5,7 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà đặc biệt này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất hai mặt thoáng, ô tô vào nhà, nằm tại phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà này thì có diện tích là 50m², được xây dựng 4,5 tầng với mặt tiền là 4,6m anh chị nhé. Nhà lô góc hai mặt thoáng vĩnh viễn luôn. Còn đây chính là đường trước nhà. Đây là đường trước nhà chúng ta anh chị nhé. Đường cực kỳ rộng luôn. Đấy. Lô góc hai mặt thoáng. Nhà hướng chính nam. Đây em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị có thể dễ hình dung ra con đường phía trước nhé. Đây rất rộng. Ở đây thì dòng xe Mazda 3, Mazda 6 đã vào nhà được rồi. Đấy. Mặt tiền rộng, lô góc hai mặt thoáng, chỉ số vàng 50m. Rồi, sau đây em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong nhà nhé. Phía ngoài này là khu vực để xe, gara ô tô. Phía trong là khu vực bếp. Đây là các chị em mê nấu ăn thì nhìn quả bếp này thì tuyệt vời luôn. Trang trí rất là bắt mắt, hiện đại. Phía bên cạnh là chúng ta thì cũng có một cái cửa lách sang nữa anh chị nhé. Đấy. Nhà cực kỳ thoáng luôn. 50m. Wow. Hệ thống đèn chùm đầy đủ. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá phía trên anh chị nhé. Khu vực quận Hoàng Mai để có một căn nhà diện tích 50m, ô tô vào nhà, lô góc thiết kế thoáng như thế này, thực sự là không có nhiều anh chị ạ, chứ không nói đến là rất hiếm nữa. Đặc biệt lại tầm tiền chỉ hơn 5 tỷ thôi, rất khác. Wow. Đây là khu vực phòng khách. Phía trước của chúng ta cực thoáng. Phía trước kia thì nhà của chúng ta thì có một điểm trừ là có một con ngõ nó hơi nhỏ. Tuy nhiên phần đó thì chúng ta có thể chấn được. Về mặt phong thủy thì vẫn xử lý được anh chị nhé. Ngoài những điểm mạnh thì căn nhà nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những điểm trừ riêng. Để mà có một căn nhà đất hay căn nhà riêng hoàn hảo 100% thì thực sự cực kỳ hiếm có. Chúng ta sẽ có những điểm mạnh và có những điểm yếu. Thế thôi. Phòng thì độ thoáng không phải bàn thôi anh chị nhé. Một mặt hướng nam, một mặt hướng đông rồi. Cực kỳ tuyệt vời. Đấy, nhà vệ sinh lắp rất là xịn sò luôn. Đấy. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em Phương còn rất là nhiều các căn nhà riêng, các căn nhà đất, nhà mặt ngõ, nhà mặt phố hay các căn nhà có gara ô tô và thang máy nữa anh chị nhé. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào chỉ việc gọi cho em Phương thôi. Em sẽ gửi video các căn nhà hợp lý nhất đến quý anh chị. Và đặc biệt là những anh chị nào đã mua nhà ở bên em Phương rồi thì đừng quên bình luận lại một ý kiến xuống phía dưới giúp em nhé. Rồi, chúng ta sẽ lên đến khu vực tầng 5.
cầu thang gỗ. Với những căn nhà riêng như thế này thì về độ thoáng không phải bàn rồi. Đấy, vị trí ở đây thì rất là gần với lại ủy ban quận Hoàng Mai, đấy, khu đô thị Thịnh Liệt. Đấy, di chuyển lên các đại học lớn như Bách Khoa Xây Dựng cũng rất là gần và thuận tiện anh chị nhé. Đấy. Hãy gọi cho em, điện thoại cho em Phương ngay nhé, để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.